Chào tất cả các bạn đến qua vòng vlog hôm nay. Trông mình hơi bị khạc nha các bạn. Thì mình mới làm một kênh TikTok tên là Quang Phong và Tuần Đã Bại. Các bạn lên đấy các bạn follow. Được rất nhiều kênh video TikTok để cho các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là 22 giờ, 10 giờ tối. Nhà mình chuẩn bị đi ngủ. Và mình sẽ kết thúc. Chọn một phút, mình sẽ kết thúc. Chào tất cả các bạn.